Mình chào tất cả quý vị, con là Linh Mục An Bình, lại một lần nữa được chào đón quý vị đến với chương trình Thánh Ca, Lời Con Muốn Nói. Kính thưa quý vị, trong phòng thu ngày hôm nay thì con có một số anh chị trong ca đoàn Gloria đến đây để mang tiếng hát đến tất cả quý vị. Thì lời đầu tiên em xin mời các anh chị giới thiệu về mình một chút xíu. Kính chào cha, xin kính chào quý vị. Con là Đỗ Thắng, là một thành viên của ca đoàn Gloria Huntington Beach. Yeah. Anh Thắng cũng là ca đoàn trưởng của ca đoàn con đó cha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Làm ca trưởng, làm đoàn trưởng có khó không anh? Vâng, thì nó cũng có cái này cái kia cái lên cái xuống. Lên xuống hay là xuống nhiều? Xuống nhiều. Vâng, nhưng mà cũng học hỏi được nhiều lắm thưa cha. Vâng. Em nghĩ là trong cái đường phục vụ đó thì mình sẽ có những cái bấp bênh ha. Nhưng mà để đi tu cũng vậy. Thì cảm ơn anh đã trong những tháng ngày tháng qua đã dìu dắt ca đoàn. Em xin mời anh. Vâng, con kính chào cha, kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Media. Con thì không có gì để nói nhiều đâu thưa cha. Có cái là con tham gia tới hai ca đoàn, là ca đoàn Gloria của cộng đoàn Huntington Beach và ca đoàn Thiên Cung của nhà thờ St. Barbara. Và con xin cảm ơn cha, con rất hân hạnh được lên đây với chương trình của cha ngày hôm nay. Cảm ơn anh nha. Chắc được tham dự hai ca đoàn chắc là phải hát hay lắm đó. Thật thì con cũng rảnh, thành ra con tham gia hai ca đoàn. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, con chị nào đây? Hôm nay mặc áo hơi nổi nha. Ca sĩ chính của ca đoàn. Con là cú mềm rồi cha ơi. Thì các anh, các chị, hôm nay biết là hôm nay chúng ta, thưa quý vị, hôm nay chúng con có một chương trình với chủ đề về thánh ca mà nói về đời tận hiến. Nên chúng con có những bài hát rất là hay và xin được hát cho quý vị để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho các tu sĩ, đặc biệt là các cha, các sơ đang phục vụ trong cộng đoàn của quý vị. Vậy thì bài hát đầu tiên chúng ta hát bài gì thưa anh chị? Dạ thưa cha, con muốn gửi đến quý khán thính giả của đài nhạc phẩm Cảm Mến Ân Tình của sơ Tigon thưa cha. Vâng, cái bài này em thấy là rất là hay đó. Thì cái bài này có một câu trong cái bài này mà con rất thích. Từng bước đi lên con nghẹn ngào, thập giá cha trao con ôm trọn, cả những thương đau vì Ngài là gia nghiệp muôn đời. Con rất vì cái lời ca này mà con yêu cái bài này vô cùng luôn cha. Em tưởng là chị yêu bài ca này là chị muốn đi tu luôn chứ. Nhưng mà không sao, bây giờ chị đã lập gia đình thôi. Rồi thì có thể là chắc con hay là cháu luôn ha. Vâng. Sẽ có cơ hội để vâng, con cũng hy vọng. Vậy thì nhạc phẩm đầu tiên, con xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Cảm Mến Ân Tình. Giờ đây con hát ngàn khúc ca tạ ơn, bài
và đến hôm nay bao hạnh phúc lệ vỡ tuôn tràn. Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ấn tình yêu. Thật là đáng không không xấu hổ là hát hai ca đoàn. Thì hôm nay là em biết là hôm nay là chúng ta hát về các bản thánh ca, về đời tận hiến. Thì chúng ta khi mà nói về đời tận hiến, thưa quý vị, chúng ta sẽ nghĩ đến các cha, các sơ. Vậy thì hôm nay thì em xin hỏi các anh chị, khi mà nhớ đến các cha như vậy thì các cái điều đầu tiên mà anh chị nghĩ về một linh mục hay là một sơ là một cái điều gì? Ai trả lời trước? Thưa cha, con xin trả lời trước. Khi con hát cái bài này thì con có cảm giác là cha được rất nhiều ân lành của Thiên Chúa. Thành ra con xin chúc mừng cha. Cảm ơn cha rất là nhiều. Rồi, có cái xấu có được tốt không? Lỡ rồi mình khoe luôn. Con thì con thấy cha không có cái gì xấu. Con tin một điều là cha rất là tốt. Thưa quý vị thì... thật sự là người cộng đoàn của mình mà phải không quý vị? Nhiều khi cũng phải đút lót chút xíu. Nhưng mà rồi còn 6 năm tháng. Thưa cha, thưa quý vị, thì con nghĩ cái... đối với con nhìn người linh mục là một vị tu sĩ. Nó là một cái gì đó thiêng liêng. Cái đó không phải ai cũng có được cái ơn đó. Con nghĩ cái đó cũng là Chúa chọn cả. Thì... con cũng còn nhớ có một lần thì trong một chuyến về Việt Nam về thiện nguyện thì con được ngủ tại cái tòa tổng giám mục ngoài Hà Nội. Thì con được nghỉ nhà nghỉ các cha cho nghỉ ở đó. Thì mỗi sáng con đang ngủ ngon thì con lại nghe có tiếng thì tiếng hát, thì con mới nhìn qua bên kia cái building á thì con thấy toàn là các thầy trẻ dậy thật sớm, vừa đọc kinh vừa tập hát. Con mới nói đúng, các thầy đã được coi như là có một cái ơn rất là đặc biệt Chúa gọi. Và con có một cái cảm giác rất là lạ và cảm thấy rất là thiêng liêng. Đó là cái cảm giác con nhìn cái người linh mục từ lúc ban đầu là một vị thầy trẻ như vậy, mới bước vào đời 20-21 để trở thành. Vâng, vẫn là một cái hành trình rất là gian truân. Nhưng mà em rất là cảm ơn anh đã nói điều này. Và em cũng cho anh một lời khuyên luôn, nếu mà anh thích vậy có thể về sau anh làm thầy sáu. Con chị con thì sao? Con sẽ cố gắng là cha. Nhưng mà con chỉ sợ con không làm được. Ơn Chúa, cái này tất cả là ơn Chúa, anh đừng có lo. Đúng rồi. Chị có nhớ về các linh mục, các sơ hay sao? Ngày xưa sao không chị? Dạ thì con chỉ biết là
Con rất là khâm phục những các sơ và các linh mục đó, là giống như là tận hiến một đời cho Chúa như vậy á, và hy sinh rất là nhiều. Vâng, thì nhân đây thì con cũng xin tất cả quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ, và như là quý vị lập gia đình cũng vậy, quý vị sẽ có giao ước với một người phối ngẫu của mình sẽ yêu chung thủy hoạn nạn cũng như gian nan, và các cha, các sơ, các linh mục thì khi mà hiến ra cái đời mình thì cũng có một cái lời giao ước đến với Thiên Chúa, đến với giáo hội. Thì em không biết là cái bài hát Anh Thắng sẽ gửi đến quý vị ngày hôm nay là bài gì thưa anh? Vâng, thưa cha, kính thưa quý vị, bài hát con xin gửi đến tất cả cho mọi người hôm nay đó là bài Giao Ước, lời nhạc của Thiên Cung, và nhạc là của Ánh Đăng. Con xin mời cha và cùng quý vị cùng thưởng thức. Vâng. Phó thác vào người.
sao hương của ta là lòng trung kiên vàng đá cho non đã dấu truyền rơi yên chung giao ước muôn từ đó vâng từ đó Chúa đã chọn cái giọng này là anh tự có hay là tự phải luyện giọng gì không anh? Chắc cũng là Chúa cho. Giọng bác chính đó cha, bác chính đó. Con xin được bật mí với cha một điều á, là anh là em ruột của ca sĩ Mạnh Đình đấy cha. Oh, wow. Anh Mạnh Đình là hát nhạc tình ca, còn bây giờ là có anh Thắng đã thắng ca vẫn cũng được hả? Dạ. Nhưng mà cái bài này á, khi mà em nghe á, thì cảm thấy như là một cái gì rất là huyền bí và ông bà rất là màu nhiệm. Và em thật sự là thưa với quý vị và các anh chị ở đây là đi tu cũng như là rất là huyền nhiệm lắm. Mà mình đi như vậy mà không biết là Chúa có chọn mình không, hay là mình có chọn Chúa, hay là ngoài đời nó còn có nhiều thú vui, rồi nhiều khi mình đi tu rồi nhưng mà ở ngoài đời thì mình vẫn còn ham mê. Bởi vậy xin các anh chị và quý khán thính giả cầu nguyện cho chúng con rất là nhiều. Con có một câu hỏi này con rất muốn hỏi cha. Cha có thể chia sẻ. Hỏi dễ hay khó vậy? Chắc đối với cha con chắc dễ. Cha có thể chia sẻ là những thử thách nào mà Chúa trao cho cha có thể kể cho chúng con nghe một vài thử thách mà Chúa trao cho trong cuộc đời linh mục của cha không ạ? Thì thử thách thì em nghĩ là từ lúc cha đi tu tới lúc cha trở thành cái thử thách là em nghĩ là cái kiểu như là cái lòng của mình không có kiểu như là một cái là nghi ngờ hay là mình không có vững tin vào Chúa. Ví dụ như là ví dụ khi mà em nhìn vào cái thân phận của em thì nói trời ơi, mình học dở quá, không biết mình có đủ cái kiến thức mà được làm linh mục hay không. Rồi khi mà đi ra ngoài đường về nhà thì bạn bè mời đi chơi, nhiều khi mình thấy một cái khung cảnh rất là khác và mình cũng kiểu như là muốn thử coi nó vui như thế nào. Thì đó là cũng thấy là một cái thử thách cho em. Nhưng mà qua cái đó thì Chúa vẫn mời chúng ta, em trong cái thân phận linh mục và các anh chị, mà chúng ta làm cái nhân chứng cho Chúa trong cái đời sống của mình. Vậy thưa cha, trong lúc đi tu có khi nào cha nghĩ cha không muốn đi tu nữa không? Không có một cái lúc mà em nghĩ là em hơi buồn, là tại vì có một lần đó là em kiểu như là mình đi retreat. Thì khi mà đi retreat thì chúng ta nhìn thẳng vào cái tâm hồn của chúng ta, và em thấy là em không xứng đáng. Không biết là mình vẫn muốn đi nhưng mà mình cảm thấy là mình không xứng đáng. Và em có nói chuyện với cha Linh Hướng. Thì cha Linh Hướng khuyên em là Chúa bao giờ cũng thương con hết. Và Chúa muốn cho con tất cả những gì, hãy tập tin tưởng vào chính mình và tin tưởng vào Chúa. Tại vì không phải là con chọn Chúa, mà là Chúa chọn con. Khi mà mình đi tu thì nó như một cái đường đi, nó lý tưởng lắm. Nhưng mà khi mà thật sự, khi mà mình chạm vào thực tế rồi đó, cái đó như là trong chăn mới là cái chăn có rợn. thì con không biết thì có những lúc như vậy nó là một cái sự thử thách. Cha có thấy là như vậy không? Dạ đúng rồi anh. Và nhiều khi khi mà nhất là còn một linh mục trẻ thì nhiều có ước mơ, nhiều có cái sự như là cái plan trước là ồ cái phải giáo xứ nó phải như vậy, rồi các linh mục nó phải như vậy, rồi cái cộng đoàn nó phải như vậy. Nhưng mà thật sự khi mà làm việc rồi thì mỗi sự nó thay đổi. Và Chúa mời gọi riêng em là phải biết, phải khôn khéo và biết khiêm nhường, và phải biết patient, sự kiên nhẫn, để tất cả những gì mà xảy ra trong đời sống của mình thì cũng biết rằng là Chúa bên mình này, rồi các đấng bề trên bên mình để hướng dẫn mình. Quan trọng là mình phải có cái sự chung thủy trong cái sự cầu nguyện, rất là quan trọng. Cảm ơn cha. Ok, còn câu hỏi gì nữa không? Hôm nay hỏi hơi nhiều rồi. Cha có bài hát nào về ơn gọi cha tặng chúng con một bài cha? Em thì nói chung thì về thánh ca thì rất là nhiều, nhưng mà một cái bài mà em rất là thích
đó là bài Nhân chứng tin mừng của Linh Mục Nguyễn Duy, và hôm nay con xin gửi tặng đến tất cả quý khán thính giả. Dạ. Sao hát có được không vậy? Hay cha. Mỗi lần là thật sự là khi mà hát cái bài này á, như là mình cảm thấy là cái lời mời gọi của Chúa đến cho mình rất là tuyệt vời. Và nhiều khi trời ơi, mình thấy là nhiều khi mình cũng chưa có sẵn sàng mà 100% để mà phục vụ Chúa, thì hát thì cũng rất là cảm thấy rất là như một lời nhắn nhủ như vậy.
Rất hay, con cũng thích bài này lắm cha. Vâng. Vậy bữa nào chắc mình phải solo chung với nhau. Này hát ké cha được chút xíu, không đỡ tuổi cha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Tại vì cái giọng chị rất là hay và bè cho mọi thành viên ở đây. Thì cảm ơn chị rất là nhiều. Yeah. Xin Chúa cho chị nhiều sức khỏe để đồng hành với chương trình Thánh Ca. Vâng, con cảm ơn cha rất nhiều. Thôi, thì bây giờ đi. Nếu hồi nãy mình đã nói tốt về các cha, các sơ rồi phải không? Bây giờ thì mình tìm một cái nào xấu. Để không phải là để mình phê phán hay cái gì, nhưng mà mình thấy là tính của cha này con ước mong cha sẽ tốt hơn. Thì em thì em cái này chắc em phải xưng phong em chia sẻ trước là ngày xưa đó em đi ở trong giáo xứ của em đó thì có mấy cha hơi là nóng tính. Và mỗi lần mà em mà không có kiểu như là không có thuộc giáo lý thì bị kéo tai nhiều lắm, bởi vì cái tai của em bây giờ rất là dài. Thì nhiều khi mà em nghĩ là trong đời sống thì các cha các sơ cũng là thân phận của con người phải không? Thì cũng thể là có bị nóng tính hay là một cái gì đó thì chúng ta cầu nguyện cho các ngài. Còn anh chị thấy làm sao? Có bị cha hay là bị sơ gì mà đánh hay là giúp mình có để tiến lên không trong cái đời sống? Thưa cha, con rất may mắn là con chưa bao giờ gặp một cha hay sơ nào xấu cả. Thì giờ con cảm thấy rất là may mắn ở cái điều đó. Thì con không có gì để cùng lên cả. Kể như là kể cái này là về cả thể xác lẫn tinh thần luôn hay sao? Đúng như vậy. Dạ, con chưa bao giờ gặp. Còn con có một cái kinh nghiệm này nè cha. Hồi ở Việt Nam, hồi nhỏ cha, con đi lễ chưa ngủ gật. Con hay ngủ gật lắm. Mà hồi đó còn nhỏ thôi mà cha xứ của con á, cha dữ lắm cha. Đứa nào mà ngủ gật cha ký một cái về nè cha. Mà con không biết sao mỗi lần mà con rất là buồn ngủ kinh khủng luôn á. Mà chỉ cần cha ký một cái là coi như con tỉnh suốt tới lúc cuối lễ luôn cha ơi. Vâng. Tạ ơn Chúa. Vâng. Con nhớ rồi. Con đã thắng thế làm sao? Vâng, thì thưa cha thì con thì con thấy con chỉ có nhận xét các cha như vậy. Các cha là con người. Thì qua những thời gian con tiếp xúc các cha thì con thấy mỗi cha có một cá tính riêng. Có người vui buồn, có người có cha ít thì nói, ít nói có cha thì đi vào thực tế nhiều hơn, có cha thì đi vào phiền phía thiên đàng nhiều hơn. Đó, nhưng mà con thấy tự chung là các cha đều có một cái tấm lòng yêu thương Chúa, thờ phụng Chúa và quay lại là các cha đều thương yêu các cháu dân, các con chiên của các cha. Tạ ơn Chúa ha. Thì đó là một cái điều mà trong cái cương vị linh mục thì cảm ơn tất cả các anh chị đã cầu nguyện và đồng hành với cha xứ, cha phó rồi các sơ trong giáo xứ của mình. Vậy thì bài kết thúc ngày hôm nay chúng ta hát là gì thưa gì anh chị? Dạ, bài Chính Chúa Chọn Con cha. Bài này rất là hay. Vâng. Dạ, bài này nhạc mà em thấy cái bài này nó rất là đúng, tại vì nhiều khi hồi nãy em có thể chia sẻ đó là nhiều khi mà lúc đầu đi tu thì mình nghĩ là mình chọn Chúa. Nhưng mà thật sự là kiểu như là mình nghĩ lại trời ơi mình như vậy mà sao mà mình được chọn làm linh mục. Thì Chúa thấy cái sự yếu đuối của mình và cái sự sa ngã của mình không thể nào xứng đáng. Nhưng mà qua cái sự Chúa chọn mình thì Chúa sẽ thánh hóa mình. Thì con xin mời tất cả quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho các cha, các sơ ở trong giáo xứ của mình. Và chúng con xin được kết thúc chương trình ngày hôm nay với nhạc phẩm Chính Chúa Chọn Con của nhạc sĩ Hồng Bính. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què quặt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu.
cho người bị oan. Xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn thân. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh cô. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Rọi đường tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người và sớt chia cho đời niềm vui. Xin gửi con vào khắp thôn làng, ủi an trao cho người khổ sầu, gửi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gửi bình an. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn. Chúa, cảm ơn các anh chị. Một cái bài rất là tâm tình ha. Wow, mới đầu em nghe cái bài này cũng là kiểu như là suýt xoa, nó suýt nó khóc nhưng mà chưa khóc. Nhưng mà thật sự là khi mà nghe các bạn thánh ca, đặc biệt về các bạn dâng hiến tận hiến thì rất là cảm động ha. Rất cảm động. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm Chính Chúa Chọn Con đã kết thúc cho chương trình Thánh Ca Lời Con Muốn Nói ngày hôm nay. Vậy thì trước khi chia tay, em xin mời các anh chị gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Vâng, kính thưa cha, kính thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem chương trình ngày hôm nay. Cũng một phần nào đó xin gửi đến các quý vị lời chúc tốt đẹp nhất. Cũng kính mong Chúa luôn ở cùng tất cả các quý vị, ban sức khỏe cho quý vị và cho tất cả các gia quyến. Giọng anh ấm nhà đã quá nhỉ. Xin mời thưa quý khán giả của Đài Việt Media, xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho chương trình của cha được ngày một thăng tiến. Đúng và rồi. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh nhắc nhở là kính thưa quý vị, cái chương trình của chúng con mới là có thôi, bởi vậy quý vị cố gắng chia sẻ với người thân của mình và ủng hộ chúng con và giới thiệu quảng cáo cho chúng con một chút xíu để chúng con tiếp tục dâng những cái lời hát của chúng con đến tất cả quý vị. Xin mời chị. Đúng rồi, dạ. Dạ, con xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chúc bình an đến cho quý vị. Vâng, xin mời đàn sĩ. Hôm nay đàn sĩ hơi im lặng chút xíu rồi nhé.
Vâng, và kính thưa quý vị, chúng con xin chào tạm biệt và kính chúc quý vị một tuần lễ được đầy tràn ơn Chúa. Thank you and God bless. See you next time. See you. Bye bye. Bye bye.